Trong hai ngày qua mặc dù ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn, nhưng với sự tâm huyết và nhiệt tình rất cao ban liên lạc lâm thời họ Mai tỉnh Nam Định vẫn tổ chức đi kết nối vận động các dòng họ chi họ trong toàn tỉnh. Ngày 18 tháng 9 năm 2024, ban liên lạc lâm thời họ Mai tỉnh Nam Định do ông Mai Tuấn Anh trưởng ban liên lạc đã tổ chức về dâng hương từ đường dòng họ Lê Mai tại thôn Trai Cầu Bơ, xã Nam Cường, huyện Nam Trực, và chi họ Mai thôn Tự Khoát, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực để vận động kết nối. Ban liên lạc đã được đón tiếp rất nhiệt tình chu đáo. Các dòng họ chi họ mai nơi đây đều bày tỏ nguyện vọng, mong muốn từ lâu là có được hội đồng họ mai của toàn tỉnh giống như các dòng họ khác. Nay hội đồng họ mai được thành lập nên các thành viên rất ủng hộ. Nhiệt tình tham gia, việc phân công tham gia hội đồng sẽ được hội ý thành viên trong dòng họ và sẽ gửi tới ban liên lạc trong thời gian sớm nhất. ngày 19 tháng 9 năm 2024, ban liên lạc lâm thời họ Mai, tỉnh Nam Định gồm 15 người, cũng do ông Mai Tuấn Anh làm trưởng đoàn, đã tổ chức về dân hương, gặp gỡ giao lưu các dòng họ chi họ Mai tại ba xã của huyện Giao Thủy gồm chi họ Mai xã Hoành Sơn, chi họ Mai xã Giao An, họ Mai xã Giao Long. Tại các địa điểm trên, đoàn đã tổ chức dân hương chiêm bái tiên tổ với lòng thành kính và biết ơn. Ban liên lạc đã tổ chức giao lưu cùng với các anh em con cháu. Hầu hết các dòng họ chi họ đều vui mừng phấn khởi. Các thành viên luôn mong muốn họ mai ngày càng đoàn kết phát triển bền vững. Các dòng họ đều nhất trí cắt cử thành viên tham gia vào hội đồng. Buổi giao lưu giữa ban liên lạc và các thành viên các chi họ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nội dung hình ảnh Mai Tuấn Anh